Xin chào. Vào một đêm nọ, có một người đàn ông đột nhiên viết một dòng chữ lên một tờ giấy rồi bỏ nhà đi. Điều kỳ lạ là anh ta đã dự đoán thành công rằng mình sắp bị giết. Hãy ghi lại ý nghĩa của những từ bí ẩn đó. Tiếp theo, Lật Án sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện xảy ra ở Đức. Ở phía tây nước Đức, có một thị trấn xinh đẹp tên là Herzigelbach. Herzigelbach có tổng diện tích khoảng 7,9 km vuông. Nơi đây cách xa sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố và có nhiều cảnh quan. Cư dân của thị trấn sống một cuộc sống yên bình và nhàn nhã ở đây. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Gunther Stone. Ông sinh ra ở thị trấn Herzigelbach vào năm 1950. Sau khi lớn lên, Stone trở thành chuyên gia phân tích nguyên liệu thực phẩm, nghiên cứu kỹ thuật chế biến và phát triển các loại thực phẩm mới. Stone kết hôn với một phụ nữ địa phương và cả hai chuyển đến Winsdorf, cách Herzigelbach 10 km, và bắt đầu một cuộc sống ổn định tại đây. Vài năm sau, Stone bị sa thải khỏi công ty thực phẩm. Anh thất nghiệp và ở nhà. Trong thời gian đó, tâm trạng của Stone xuống đáy vực. Anh phải tìm cách đối phó với áp lực tài chính gia đình to lớn đè lên. Không những ngày nào Stone cũng chán nản mà còn cư xử rất kỳ lạ. Đột nhiên một ngày Stone hét to rằng: "Có người đang theo dõi tôi. Anh ta muốn hãm hại tôi." Khiến vợ anh ta luôn trong tình trạng sợ hãi. Tuy nhiên, mỗi khi vợ anh ta bình tĩnh lại và hỏi Stone rằng ai đang muốn hãm hại mình thì Stone không thể nêu tên cụ thể mà chỉ nói rằng họ đã thay đổi thời gian. Tâm trạng của Stone vẫn không hề cải thiện. Vợ anh nhận thấy lo lắng nên đã đưa anh đến gặp bác sĩ tâm thần. Bác sĩ tâm thần cho biết Stone mắc chứng hoang tưởng và đa nghi ở mức độ vừa phải. Hành vi của anh ta có thể là do gần đây bị căng thẳng tinh thần quá mức. Bình thường anh ta cần chú ý đến nó, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Không lo lắng như trước nữa, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng một mối nguy hiểm đang ập đến. Vậy chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó và Stone đã dự đoán điều gì? Tiếp theo, chúng ta đẩy thời gian lùi về ngày 25 tháng 10 năm 1984. Ngày 25 tháng 10 năm 1984 là 11 giờ tối thứ năm. Stone 34 tuổi, đang ngồi trên ghế sofa ở nhà, vẻ mặt đờ đẫn và trầm ngâm. Lúc này vợ Stone đang làm việc nhà ở nhà. Stone đột nhiên đứng dậy và hét lên trong không trung: "Tôi biết rồi." Sau đó, Stone nhanh chóng xé một mảnh giấy trắng. Anh cầm bút lên và viết 6 chữ lên tờ giấy không rõ vì lý do gì. Stone viết xong 6 chữ thì gạch bỏ. Vợ anh đang làm việc nhà bị tiếng hét bất ngờ của chồng làm cho sợ gần chết. Cô nhanh chóng đặt công việc nhà xuống và đi kiểm tra chồng. Nhưng cô chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra thì thấy Stone mặc áo khoác và lao ra khỏi nhà. Sau khi rời khỏi nhà, Stone lái chiếc Volkswagen Golf của mình đến quán bar yêu thích của anh ấy ở Winsdorf. Sau khi bước vào quán bar, anh ấy gọi một ly bia và ngồi xuống một góc. Đúng lúc người phục vụ chuẩn bị mang bia lên thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Stone chưa kịp uống một ngụm bia thì bất ngờ ngã úp mặt xuống đất. Thấy vậy, những vị khách bên trong đã xúm lại xung quanh để kiểm tra tình hình. Họ hỏi Stone xem anh ấy có cần giúp đỡ không. Với sự giúp đỡ của những người khác, anh ấy từ từ đứng dậy. Stone bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người xung quanh. "Tôi bị tụ máu nên đột nhiên ngất xỉu và điều tương tự này đã xảy ra trước đây. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều và sẽ ổn thôi." Các triệu chứng của tụ máu là chóng mặt đột ngột và mù đột ngột. Là do các mạch máu lớn bị vỡ gây xuất huyết, tạo ra khối máu tụ. Người có thể hồi phục trong thời gian ngắn dường như không sao ngoại trừ một vết bầm nhẹ trên mặt. Tuy nhiên, lúc này không hiểu sao Stone lại nhìn xung quanh, lộ ra vẻ căng thẳng tột độ và sự lo lắng. Dường như đã nhớ ra điều gì đó, đột nhiên anh cảm thấy rất sợ hãi. Khi những người trong quán bar nhìn thấy điều này, họ hỏi Stone có cần giúp đỡ không, đôi mắt đờ đẫn và không trả lời ai. Sau đó anh ta thậm chí uống một ngụm bia. Uống xong anh ta nhanh chóng rời khỏi quán bar. Đã 2 giờ kể từ khi Stone rời nhà. Stone lái xe về Herzigelbach. Nơi ở hiện tại của Stone là Eosdorf, cách Herzigelbach của anh 10 km và mất 10 phút đi đường xe hơi. Stone rời quán bar ở Winsdorf lúc 11 giờ 20 phút và đến Herzigelbach lúc 1 giờ sáng. Khoảng thời gian đó mất hơn 1 giờ lái xe. Stone đã đi đâu trong thời gian đó? Không biết anh ta đã làm gì? Khi Stone đến Herzigelbach, anh ta không về nhà bố mẹ đẻ mà đến trước cửa của nhà hàng xóm cũ. Khi Stone còn nhỏ, bố mẹ thường đưa cậu đến nơi này.
Stone hay chơi ở nhà hàng xóm nên Stone có quan hệ tốt với dì hàng xóm. Dì hàng xóm gần như đã chứng kiến Stone lớn lên từng ngày. Bây giờ Stone đã 34 tuổi, dì hàng xóm đã thành bà ngoại. Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến đánh thức bà. Bà buồn ngủ đứng dậy đi ra cửa kiểm tra tình hình. Qua cửa sổ, bà hàng xóm phát hiện người gõ cửa lúc nửa đêm chính là Stone. Tuy nhiên, bà không mở cửa và đặt câu hỏi tại sao Stone lại đến nhà mình vào giờ này. Stone không nói gì, chỉ nhờ bà hàng xóm mở cửa. Bà hàng xóm cho rằng Stone đã uống quá nhiều nên hỏi có phải anh đã say rồi không. Stone trả lời không, dù sao thì cũng đã khuya, Stone lại như vậy. Vì lý do an toàn nên bà không mở cửa. Bà hàng xóm nói với Stone rằng nếu có việc gì thì hãy nói với bố mẹ. Sau đó, bà trở về phòng và tiếp tục ngủ. Stone không chịu bỏ cuộc, anh nán lại trước cửa nhà hàng xóm một lúc. Trước khi rời đi, anh ta để lại những lời sau: tối nay sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Sau đó anh ta rời đi một mình. Thời gian đã đến 3 giờ sáng, cách hề giờ sổ bách không xa. Hai tài xế xe tải tìm thấy một chiếc ô tô lao xuống một con mương nhỏ bên đường gần lối ra Gujagen của đường cao tốc A45 dài 100 km. Có vẻ như chiếc xe đã gặp tai nạn, chiếc xe có phần biến dạng. Họ bước tới để kiểm tra tình hình. Họ từ từ đi về phía chiếc xe. Đột nhiên họ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng bước ra khỏi xe. Anh ta bước đi loạng choạng như thể bị thương, nhưng anh ta đang đi rất nhanh. Hai tài xế xe tải phớt lờ anh ta và tiếp tục bước lại gần xe. Họ nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế phụ của xe. Người đàn ông khỏa thân, bị thương rất nặng. Sau khi nhìn thấy điều này, hai tài xế xe tải lập tức đi bộ gọi cảnh sát. Sau đó, họ hỏi lý do tại sao chiếc xe lại bị lao xuống đây. Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó? Giọng người đàn ông rất yếu ớt. Anh ta nói rằng trước đó có bốn người khác trên xe. Bốn người đã làm anh ta bị thương rồi bỏ chạy. Sau đó, tài xế xe tải hỏi bốn người đó có phải là bạn của anh ta không? Người đàn ông trả lời, không, và anh ta ngất đi. Không lâu sau, xe cấp cứu đến hiện trường nhưng người đàn ông không kịp đến bệnh viện và đã tử vong. Ngay sau đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án. Chiếc ô tô rơi xuống mương gần lối ra đường cao tốc là chiếc Volkswagen Golf. Chủ nhân của chiếc xe được xác định tên là Stone, là người ngồi ở ghế phụ và được đưa vào xe cứu thương. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và pháp y cũng khám nghiệm Stone. Cảnh sát kết luận rằng đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Vết thương của Stone không phải do một vụ tai nạn ô tô khi anh ta đang ngồi trên xe, mà nguyên nhân là do bị một phương tiện khác trực tiếp tông vào. Có thể Stone sau khi bị tông trúng nên đã bị kéo về xe của mình. Sau đó có người chở Stone đi và lao vào một con mương nhỏ bên đường. Stone được tìm thấy khỏa thân nên cảnh sát tin rằng đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ giết người. Điều kỳ lạ là Stone đã từng ở cùng bà hàng xóm và nói rằng tối nay sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Và lời nói của anh đã trở thành sự thật. Các nhà điều tra đã đến nhà Stone và kể cho vợ anh ta về vụ việc đáng tiếc của Stone. Các điều tra viên hy vọng rằng vợ của anh sẽ có thể cung cấp một số manh mối giúp họ giải quyết vụ án. Vợ của Stone nói rằng Stone đã ra ngoài lúc 11 giờ hôm đó. Đêm trước khi ra ngoài, anh ta không nói đi đâu mà chỉ viết 6 từ lên giấy. Vợ Stone tưởng những tờ giấy đó chỉ là do Stone viết ngẫu nhiên đã gạch đi. Vì vậy cô ấy đã ném tờ giấy đi sau khi đọc nó. Cảnh sát yêu cầu vợ của Stone nhớ lại 6 từ mà Stone đã viết vào thời điểm đó. Vợ của Stone dựa vào trí nhớ và viết 6 từ trong tờ giấy. IOGTZE. Cảnh sát cũng bối rối sau khi nhìn thấy chúng. Họ không biết 6 chữ kia này có nghĩa là gì nên họ đã tìm một chuyên gia ngôn ngữ. Chuyên gia ngôn ngữ nói rằng từ này không có nghĩa gì trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới. Nó có thể là một từ mã hoặc mật khẩu cụ thể, nhưng không ai có thể giải thích được. Ngoài ra, hai tài xế xe tải cho biết họ đã nhìn thấy một người đàn ông khác nhưng sau đó người đàn ông đó đã biến mất khỏi tầm mắt và tài xế xe tải cũng không nhìn rõ mặt người đàn ông này. Do không có nhiều manh mối nên cảnh sát đã tuyên bố thưởng $3,000 cho vụ án. Họ hy vọng công chúng có thể giúp cung cấp manh mối. Ngay sau khi tiền thưởng được đăng tải, có người đã báo cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông xin đi nhờ xe gần lối ra Sauhagen vào sáng sớm, nhưng không thể truy ra danh tính của người đấy. Stone đã đến Hà Lan nghỉ mát nhiều lần trong đời. Anh ta từng nói với bạn bè rằng anh ta có rất nhiều bạn bè ở Hà Lan.
Vì vậy, một số người nghi ngờ rằng Stone đã đến Hà Lan để tiếp xúc với ma túy. Những kẻ buôn người và buôn ma túy có thể liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng liên quan nào chứng minh cho suy luận này. Thời gian trôi qua, mọi manh mối mà cảnh sát có được đều không có ích và nó trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Stone đã dự đoán thành công những gì sắp xảy ra, tăng thêm độ khó cho vụ án. 6 từ anh viết trước khi rời nhà mang đến cho mọi người những liên tưởng bất tận. Một số người cho rằng O có thể là 0 hoặc 6, thì I06TZE có thể là một biển số xe nào đó ở Đức. Cảnh sát đã xem xét khả năng này nhưng biển số xe này không tồn tại. Nếu chỉ thay G bằng 6, sẽ thành IO6TZE. Đây là Romania. Ký hiệu cuộc gọi của một đài phát thanh. Nhưng tôi không tìm thấy mối liên hệ nào giữa đài này và trường hợp này. Nếu bạn xáo trộn 6 chữ cái và sắp xếp lại chúng, bạn có thể nhận được ZIGOTE, nghĩa là trứng đã thụ tinh. Vì trước đây của Stone là một kỹ sư thực phẩm. Có người suy đoán rằng Stone phát hiện có người đang nghiên cứu những thứ liên quan đến trứng thụ tinh hoặc thực phẩm biến đổi gen khi đang làm việc nên đã bị sa thải. Họ muốn giết anh ta và bịt miệng anh ta. IOG cũng có thể đại diện cho yogurt và TZE là một chất phụ gia. Có lẽ Stone chỉ ghi lại các chất phụ gia của một số loại thực phẩm vào thời điểm đó và không liên quan gì đến những gì xảy ra sau đêm đó. Nếu bạn quay ngược lại 6 chữ cái do vợ của Stone viết lại theo trí nhớ, bạn sẽ thấy được dãy số 027906. Đây là tên mã của một chất hóa học, có thể đơn giản là bản ghi của một chất hóa học nào đó. 6 chữ cái trên tờ giấy là do vợ của Stone viết theo trí nhớ. Trong 6 chữ cái đó có thể không chính xác. Một số người cho rằng, có thể đêm hôm đó Stone đã bị ảo giác rồi phạm sai lầm. Trước hàng loạt hành vi kỳ lạ, anh ta đã nói với vợ rằng sẽ có người giết mình. Viết 6 lá thư rồi rời khỏi nhà. Anh ta bất ngờ ngất xỉu trong quán bar. Sau đó đến nhà bà hàng xóm lúc 1 giờ sáng và sau đó được phát hiện khỏa thân. Cảnh sát cho rằng đêm đó, Stone vô tình bị ô tô tông khi đang đi trên đường. Hung thủ sợ phải chịu trách nhiệm nên đã chuyển Stone trở lại xe của Stone rồi lái xe của Stone. Một vụ tai nạn giao thông khi đang lái xe có vẻ hợp lý nhưng điều kỳ lạ là trước khi Stone chết, anh ta nói rằng có 4 người đàn ông đánh anh ta. Nếu thủ phạm chỉ trốn thoát và giả vờ có mặt tại hiện trường thì làm sao Stone có thể nói như vậy? Một số người cho rằng những gì Stone nói là đúng và có người đang theo dõi Stone. Đêm đó Stone ở nhà chợt hiểu ra sự thật và có người muốn hãm hại anh nên đã viết ra 6 từ lên tờ giấy. 6 từ này là manh mối then chốt để giải mã toàn bộ vụ việc. Stone đã biết đêm đó sẽ có kẻ sẽ làm gì mình. Anh ta đã lái xe về quê nhờ bà hàng xóm giúp đỡ nhưng bà không cho vào nhà nên Stone để lại tin nhắn rằng tối nay sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Nên vì thế, hai tài xế xe tải nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng chạy ra. Ngoài ra, mọi người cũng nghĩ rằng trạng thái tinh thần gần đây của Stone có vấn đề và anh ta đã cố tình lái xe vào lề đường để tìm cách tự tử. Stone đã thất nghiệp trong một thời gian dài. Điều đè nặng lên anh ta không chỉ là áp lực tài chính mà còn là áp lực tâm lý rất lớn. Nên có thể Stone đã bị tai nạn trong lúc lái xe. Người được hưởng lợi trong hợp đồng bảo hiểm là vợ anh ta. Anh ta thường nói với vợ rằng có người sẽ hãm hại mình để mở đường cho hành động của mình. Anh ta cố ý để lại những tờ giấy bí ẩn ở nhà, sau đó đến quán bar để làm điều đó. Ngã xuống đất nhằm thu hút sự chú ý của mọi người trong quán bar và kiếm thêm tiền. Mọi người nhớ anh có mặt ở quán bar vào khoảng 11 giờ. Sau đó anh về quê muốn cảm ơn bố mẹ nhưng lại không đành lòng về nhà. Nghĩ đến bà hàng xóm nên anh gõ cửa vào đầu giờ sáng và nói lời tạm biệt cuối cùng. Stone không mặc quần áo để tạo bằng chứng rằng có liên quan đến một kẻ sát nhân. Sau đó lao tới trước một chiếc xe tốc độ cao và tông vào anh ta. Tài xế của Stone quá sốc đến mức phải bỏ chạy. Tuy nhiên, anh ra không chọn cách gọi cảnh sát mà kéo anh ta trở lại xe của mình để làm ra vẻ Stone đã tự lái xe và gây ra một vụ tai nạn ô tô. Khi Stone bị tài xế xe tải phát hiện, anh ta tiếp tục bịa đặt cho rằng 4 người đàn ông đã tự đánh mình để che đậy hành vi của mình. Tất nhiên, tất cả những điều trên chỉ là suy đoán. Vụ án này đã trở thành một trong những vụ án kỳ lạ nhất trong lịch sử các vụ án ở Đức. Chuyện gì đã xảy ra ở Stone đêm đó? Bức thư bí ẩn có ý nghĩa gì? Có lẽ chỉ có mình anh ấy mới biết.